Chào các bạn, cùng phim review đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay tiếp tục mang đến cho các bạn bộ phim bom tấn đen tối nhất của điện ảnh Hàn Quốc mang tên Tòa án vị thành niên. Ở các tập trước, Eun Suk đã bất ngờ phát hiện lãnh đạo của mình là ông Kang muốn bảo vệ con trai thoát khỏi vụ án gian lận thi cử rúng động cả đất nước Hàn Quốc. Ông Kang thấy Eun Suk không có bằng chứng trực tiếp nên đã không thèm quan tâm đến lời cảnh cáo của đối phương. Lúc mở phiên tòa, những nghi ngờ của bồi thẩm đoàn đối với cậu con trai cũng được ông ấy cố gắng bào chữa. Lúc này có rất nhiều người trên phiên tòa đều nhìn ra có gì đó sai sai sau khi phiên tòa bị hoãn bất thường. Sự việc tiếp theo xảy ra khiến cho Eun Suk phải chịu đả kích nặng nề. Lần này những học sinh có liên quan đến vụ án đều nghỉ học tập thể. Cứ như thế này thì người bị ảnh hưởng lớn nhất chính là những học sinh đang học tại trường. Nếu tình hình đó vẫn tiếp diễn thì nhà trường sẽ sắp xếp một kỳ thi lại để chứng minh thành tích của học sinh. Không ít những học sinh sắp tốt nghiệp, có người đang chuẩn bị học lên cao, có người còn đang chuẩn bị đi làm. Kỳ thi lại này chắc chắn sẽ làm kế hoạch của họ loạn cao cao lên. Ban đêm, người đứng đầu của Đảng Tự do nhiệt tình rủ rê thẩm phán trưởng Kang đi uống rượu. Sự việc các học sinh nghỉ học tập thể phần nhiều có liên quan đến kết quả vận động của ông ta. Vốn dĩ ông Kang đã dần dần chiếm thế thượng phong rồi, nhưng ông không thể ngờ rằng lúc này có trộm đột nhập vào nhà mình. Eun Suk đến thăm con trai của cấp trên là ông Kang vừa mới tỉnh lại. Mục đích rất rõ ràng chính là muốn có được chứng cứ từ cậu nhóc. Cậu nhóc vừa khóc vừa lẩm bẩm rằng cháu không thể phản bội cha mình. Lúc này Eun Suk nói lý rằng nhưng cháu không thể bỏ mặc những học sinh vô tội bị dính dáng vào vụ này. Bọn họ là những người phải chịu sự đối xử bất công, trẻ con dù sao cũng không phải người xấu. Cậu bé bị lời nói của Eun Suk làm cho cảm động và cung cấp lời khai, cho nên Eun Suk lập tức chạy đến chỗ viện trưởng tố cáo cấp trên là ông Kang của mình. Thẩm phán trưởng Kang lúc bị viện trưởng gọi đến thì phẫn nộ tột cùng. Người gây ra toàn bộ chuyện này chính là Eun Suk. Người làm nguôi lửa giận của ông ta cũng là Eun Suk. Eun Suk lấy ra luật trẻ vị thành niên do chính thẩm phán trưởng Kang sửa đổi 5 năm về trước. Trước khi xảy ra vụ án lần này, thẩm phán trưởng thuộc tiếp người kiên trì chính nghĩa, luôn luôn nỗ lực nghiên cứu luật pháp về trẻ vị thành niên. Muốn tham gia vào giới chính trị cũng chỉ vì muốn thay những đứa trẻ phạm tội lên tiếng. Cô ấy hy vọng ông sửa luật trẻ vị thành niên là vì trẻ em chứ không vì nguyên nhân khác. Còn hành vi của ông lúc này chính là tận tay bóp chết tiền đồ của những hạt mầm tương lai. Cuối cùng, sự chính nghĩa trong lòng ông ấy đã chiến thắng. Ông Kang quyết định không bao che cho con trai, tự mình phá vụ án lộ đề thi lần này. Thẩm phán trưởng Kang lúc rời khỏi tòa thì gặp Tiu đến tiện ông. Không lâu trước đây, có một đứa trẻ từng ở tù chụp với ông một tấm ảnh. Giờ đây nó đã lớn và tận tay đưa cho ông. Trên ảnh chính là hình của thẩm phán trưởng Kang và Tiu. Không phải là đến tận lúc này, ông Kang mới nhận ra được người mình từng giúp đỡ năm xưa. Năm đó, thẩm phán trưởng Kang từng giúp anh buộc dây giày một lần. Lần này khi họ gặp nhau thì anh buộc dây giày cho ông. Khung cảnh đó thật là cảm động, thẩm phán trưởng Kang trìu mến, nhìn người đối diện luôn miệng cảm ơn. Giờ cậu đã trở thành một thẩm phán ưu tú để dẫn dắt những tội phạm vị thành niên khác cũng đã xem như là báo đáp ân tình năm xưa rồi. Thực sự vào mấy năm trước lúc Tiu mới được điều đến đây, thẩm phán trưởng Kang đã nhận ra anh rồi. Chỉ là lo lắng cho cảm nhận của Tiu nên ông không nói ra, hai người cứ như vậy mà coi nhau như xa lạ. Tiu hướng về phía ân nhân, rồi đi cúi người một cái rất lâu. Thẩm phán trưởng còn để lại thư tạm biệt cho Eun Suk. Trong thư ông đặc biệt nhấn mạnh bản thân không hề ghét bỏ gì cô ấy cả. Ông hy vọng một ngày nào đó hai người sẽ trùng phùng. Sự chia ly âm thầm ngoài dự kiến này khiến người ta tiếc nuối. Tiếc là mọi người vẫn chưa kịp bước ra khỏi tâm trạng phức tạp của sự chia ly thì sự cố bất ngờ lại xảy ra. Một đứa trẻ vị thành niên ở Đô Sốc có tiền án từng được Tiu giúp đỡ, hiện tại đã làm giả bằng lái xe và đang lái xe khiến cho cảnh sát chú ý. Do Đô Sốc chờ những học sinh chạy trốn đã gây ra rất nhiều vụ tai nạn, một anh chàng shipper bị thương nặng còn bản thân anh ta cũng rơi vào hôn mê sâu. Các học sinh tố cáo phần tử bất lương Đô Sốc ép họ lên xe đi hóng gió cùng. Nhưng mẹ của Đô Sốc khóc không thành tiếng, chỉ trích những đứa học trò hư hỏng này mới là phần tử bất lương thường xuyên rủ rê con bà đi chơi. Nếu không đi sẽ bị bọn chúng làm phiền gây sự. Đêm đó Eun Suk đang đau hết đầu vì chuyện này, đột nhiên gặp được thẩm phán trưởng mới nhậm chức là bà Gun Hee. Từ vài giây ngắn ngủi Gun Hee và Eun Suk gặp nhau, có thể thấy giữa hai người dường như có một quá khứ không tốt đẹp lắm. Gun Hee vừa đi khỏi thì Eun Suk nhận được một tin cực xấu, đó là anh chàng tên Đô Suk xảy ra chuyện rồi. Bệnh viện nhận định cậu ta đã trở thành người thực vật. Tiu có quan hệ rất tốt với cậu ta cũng nhận được tin và anh lập tức ngã quỵ. Cả đêm đó chỉ có nước mắt bầu bạn cùng anh. Eun Suk và Tiu bắt đầu đi sâu vào điều tra. Hai người phát hiện những học sinh tố cáo bị Đô Suk ép lên xe đã xóa hết nội dung trên mạng xã hội của chúng. Ngoài ra, người đã cho Đô Suk thuê xe cũng nhớ lại nói lúc cậu ấy đến thuê xe có đi cùng một bạn nữ. Thông qua đối chiếu thì thấy rất giống một cô gái cũng có mặt trên xe tên là Miyu. Sau đó, tòa án vị thành niên nhận được một cái USB, nó là của một cô gái tên là Miyu gửi đến đây. Hai người gặp nhau cùng xem nội dung trong USB, vậy mà chính là video mà Đô Suk bị đánh. Thứ này đã chứng minh lời nói của mẹ Đô Suk nói là thật, nhưng đáng tiếc là không biết vì sao lại không có âm thanh. Eun Suk sắp xếp gửi USB đi kiểm tra xem nội dung là thật hay giả và nhận được kết quả là đoạn video không hề bị cắt ghép, còn bất ngờ khôi phục được âm thanh. Khi Eun Suk xem video thì nghe thấy giọng của Đô Suk yêu cầu người đánh cậu hãy xóa một số tấm ảnh nào đó.
Vừa hai buổi chiều không có phiên tòa nào nên Eun-suk lập tức bắt đầu truy hỏi từng học sinh một. Lúc hỏi đến nữ sinh Miu thì Eun-suk bảo mọi người dừng ghi hình, bởi vì Miu chính là đầu mối quan trọng, chính cô là người đưa USB đến tòa. Eun-suk bảo đảm với Miu sẽ không đưa lời của cô ra tòa làm bằng chứng. Cuối cùng Eun-suk đã biết được sự thật, đơn giản mà nói chính là một đám học sinh hư ép buộc Miu phải tạo ra những hình ảnh nude. Đối xúc vì muốn giúp bạn mình xóa hết những hình ảnh đó nên mới khiến bọn học sinh cá biệt kia thù ghét rồi cuối cùng gây ra tội ác. Sự việc trọng đại nên Eun-suk mới kêu gọi Miu ra tòa làm nhân chứng. Trong lúc đó, anh chàng shipper gặp tai nạn xe cũng không may qua đời. Tính chất của vụ án ngày càng nghiêm trọng hơn. Eun-suk lấy ra đoạn video Do-suk bị đánh đập cùng với khuôn mặt bị thương của cậu ấy ra làm bằng chứng, chứng minh rõ ràng hành động mất nhân tính của đám học sinh cá biệt. Nhưng tiếc là nhân chứng có liên quan trực tiếp đến sự việc lần này là Miu không thể đứng ra làm chứng nên phiên tòa thiếu bằng chứng trực tiếp để định tội. Cuối cùng thẩm phán trưởng Geun-hee phán quyết không thể định tội những đứa trẻ cá biệt này giúp đỡ Do-suk làm giả chứng minh thư để thuê xe, làm giả bằng lái xe gây ra hậu quả nghiêm trọng. Vụ án vốn nên chuyển thành án mạng tính hình sự nhưng cuối cùng lại bị giảm nhẹ xuống mức án thấp nhất. Lúc rời khỏi tòa thì Miu đã sụp đổ, cô ấy nghĩ đến câu nói cuối cùng của Eun-suk. Rất nhiều tài xế gặp phải sự cố bất ngờ đều sẽ đánh vô lăng ra hướng khác để bảo vệ bản thân. Do-suk là vì bảo vệ người khác mà một mình chịu đựng sự giày vò đau đớn nhất, khiến bản thân bị trọng thương rồi trở thành người thực vật. Miu lương tâm cắn rứt chỉ biết khóc nức nở, chỉ đáng tiếc là tiếng khóc của cô ấy Do-suk không nghe thấy nữa. Tiếp theo Eun-suk vẫn mang theo tâm trạng nặng nề không thể kìm nén nổi. Cô ấy nhận được một vụ án gần đây vừa mới xảy ra sau khi nhìn thấy nội dung trên một bộ hồ sơ vụ án liền trực tiếp ngất lịm đi. Vào một ngày khác, cơ thể của Eun-suk vẫn chưa hồi phục hoàn toàn mà cô ấy đã vội vã đi làm bởi cô ấy rất xem trọng vụ án lần này. Dưới sự miêu tả của thẩm phán trưởng thì vụ án lần này là một vụ giết người dã man vô nhân tính. Cô gái bị người ta lừa gạt và cuối cùng bị bọn chúng xâm hại. Nạn nhân mơ hồ nhớ rằng có 4 người nhưng do bị chúng chuốc say nên chỉ nhớ được 3 người. Thông qua DNA được tìm thấy trên cơ thể người bị hại thì 2 trong số 4 tên tội phạm đã được xác định. Cuối cùng, một đứa trẻ tên là In-jun nói rằng mình có đi cùng nhưng không tham gia vào vụ án. Cộng thêm không tìm thấy DNA của cậu ta trên cơ thể nạn nhân nên vụ án này được ra đến tay Eun-suk. Tae-yu cảm nhận được sự cố chấp của cô thẩm phán đối với vụ án lần này. Trong quá trình điều tra, họ phát hiện hồi nhỏ In-jun từng ném gạch từ trên cao xuống dẫn đến án mạng. Lúc đó, thẩm phán phụ trách vụ này chính là Geun-hee. Sau đó, Tae-yu lại nhận được bằng chứng mà Eun-suk đưa đến. Đây là đoạn ghi âm mà bố nạn nhân ghi lại trong lúc truy hỏi In-jun. In-jun thừa nhận lúc đó do cuống quá nhiều nên bị bất lực mới không cưỡng hiếp được nạn nhân. Người cha trong cơn phẫn nộ đã cho đứa trẻ này một cú đấm. Cuộc vật lộn cũng khiến đoạn ghi âm mang tính chất uy hiếp bạo lực, càng không thể dùng nó để làm bằng chứng tố cáo In-jun. Nhưng sự việc xảy ra sau đó đã giải thích được tại sao Eun-suk lại vô cùng quan tâm đến In-jun. Chồng cũ của cô ấy đến tòa tìm khuyên vợ cũ đừng vi phạm quy tắc chung mà họ đã đặt ra. Hóa ra năm đó, vụ án cô bé In-jun đứng trên cao ném gạch xuống vô tình làm chết người, chớ trêu thay người chết chính là con trai của cô ấy và người chồng cũ. Dựa theo thỏa thuận họ đặt ra để né tránh phiền phức, Eun-suk không thể trực tiếp tham gia vào vụ án của In-jun. Nhưng trước mắt Eun-suk không bận tâm nhiều như vậy. Lúc đó In-jun thoát tội vì cậu ta mượn thân phận là trẻ em, sau đó không biết hối cải, còn phạm thêm mấy vụ án tiếp theo. Cũng chính vì lý do này mà Eun-suk mới vô cùng căm ghét bọn tội phạm vị thành niên. Rất nhanh, ngay In-jun ra hồ tòa đã đến. Cậu ta luôn luôn khẳng định mình đã lên tiếng khuyên nhủ hai đồng bọn, hơn nữa không hề đặt chân đến khu vực công trường. Lúc này Eun-suk đã có sự chuẩn bị trước, cô ấy chiếu đoạn camera hành trình lấy được từ một chiếc xe đậu gần đó, chứng minh In-jun cũng là một trong số những tên đồng phạm. Do cung cấp lời khai gian dối nên tính chất của vụ án này lập tức có sự thay đổi. Eun-suk nói rằng sẽ nâng mức độ của vụ án lên mức cao hơn, khó khăn lắm mới tạm thời gác lại được âu lo trên phiên tòa, Eun-suk lại liên tiếp phải chịu hai đả kích lớn. Nạn nhân nhớ lại tên thủ phạm thứ tư mà mình đã quên mặt. Người đó vậy mà chính là kẻ năm xưa đã cùng với In-jun ném gạch xuống đường giết chết con mình. Eun-suk cũng đang trong giây phút bất ngờ thì mẹ chồng cũ của cô hùng hổ tìm đến cho con dâu ăn một cái bạt tai. Trách móc cô năm đó không trông coi con cái cẩn thận, bây giờ lại hại con trai bà lo lắng chưa tìm được tình yêu mới. Eun-suk giả vờ kiên cường bước đi rời khỏi đó cho đến nơi không có ai, cô ấy mới ngã quỵ xuống nền đất trong tình trạng nước mắt giàn giụa. Một người mẹ nhiều năm vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh cái chết của con trai mới chính là người bị hại đáng thương nhất. Chuyện cuối của Eun-suk bị đồn thổi khắp nơi, luật sư nắm bắt được tình hình đã đưa ra tài liệu yêu cầu cô ấy rút lui khỏi vụ án này. Cho đến lúc này Geun-hee mới nhớ lại năm đó mình từng gặp Eun-suk một lần rồi, tiếp đó là thời gian hai người đối mặt chỉ trích lẫn nhau. Geun-hee từ đầu đến cuối không cảm thấy bản thân mình năm đó xử nhẹ, còn Eun-suk lạnh lùng nói, năm đó từ lúc mở phiên tòa đến lúc kết thúc vỏn vẹn chỉ có 3 phút đồng hồ. Lúc kết thúc phiên tòa, chuyện mà bọn họ bàn bạc chính là ăn món gì, bà muốn họ học được gì, học được luật pháp chẳng qua là như vậy, lần sau mình vẫn có thể tùy ý tra đạp luật pháp đúng không? Bà thẩm phán trưởng đuối lý nên cuối cùng lợi dụng chức quyền không cho cô tham gia vào vụ án này nữa. Nhưng Eun-suk không hề bỏ cuộc, cô đi tìm Tae-yu hỏi anh rằng nạn nhân nhớ ra danh tính kẻ thứ tư tên là Do-hyun là chuyện gì vậy? Anh ấy nói với cô trước kia mình từng thụ lý một vụ án có một tội phạm vị thành niên đã cung cấp thông tin, nói rằng Do-hyun mới là chùm sỏ của bọn học sinh cá biệt, cậu ta thường dẫn đàn em ra ngoài gây sự đánh nhau.
Ân Súc lập tức tiến hành điều tra đối với Do Hyun. Cô ấy phát hiện đối phương có một người bạn gái cũng là tội phạm vị thành niên. Cô gái này hận Do Hyun tận xương tủy nên đã lập tức kể hết tất cả tội danh của bạn trai mình ra. Băng nhóm do Do Hyun thực chất là một nơi tràn ngập tội ác, không chỉ ra tay với các bạn nữ mà còn ép họ đi lừa đảo rồi quay video lại để tống tiền. Ân Súc dựa vào địa chỉ mà cô bạn gái cung cấp tìm đếm sao huyệt của chúng, kết quả bị hắn tấn công. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cảnh sát đã có mặt tại đó và bắt tất cả bọn chúng đi. Cô nói hết cho thẩm phán trưởng Gun Hee biết manh mối mới. Tuy bà ấy thấy cô thương tích đầy mình thì có hơi động lòng nhưng vẫn kiên quyết quan điểm phá án là trách nhiệm của cảnh sát, còn thẩm phán chỉ phụ trách xét xử. Hơn nữa Ân Súc nên tránh đi, bất luận thế nào cũng không nên tham gia vào vụ việc lần này. Tin tức tốt là Gun Hee đã bị tinh thần chính nghĩa của cô ấy cảm hóa nên suy nghĩ cũng có phần thay đổi. Sau đó, trong lúc thẩm tra vụ án của In Jun, tòa án kêu gọi đồng bọn do Do Hyun ra tòa làm chứng. Do Hyun cũng chưa ăn gan hùm mật sói bao giờ nên không dám đứng ra chỉ tội đồng bọn. Kết quả Tae-yu sớm đã thu được lời khai từ hai tên đồng phạm còn lại. Dùng tội danh biến thái của đám bọn chúng dọa cho hai tên kia sợ đến nỗi chỉ đích danh In Jun và Do Hyun. In Jun thấy vậy thì nhanh chóng đẩy hết trách nhiệm cho Do Hyun, hai người bắt đầu cắn xé tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng đám ác ma gồm 4 tên đã nhận được sự trừng phạt của pháp luật. Nạn nhân cuối cùng cũng được an ủi phần nào, Gun Hee cũng xin lỗi vì quan điểm làm việc chưa đúng đắn của mình. Tiếp theo đó, đến cuộc họp kiểm điểm Ân Súc, cô ấy vi phạm tham gia vào công việc thuộc phạm vi của bộ phận khác. Ông thẩm phán trưởng Kang muốn dựa vào các mối quan hệ của mình giảm nhẹ hình phạt do vị thẩm phán chính trực này. Tin tức tốt là cuối cùng cô ấy vẫn giữ được chức vụ thẩm phán của mình. Ân Súc hàng ngày đều sám hối những hành động của bản thân, chuyện làm việc với tội phạm vị thành niên đối với cô giờ đây vô cùng quan trọng. Nhưng đứa trẻ này cuối cùng tiếp tục đi sai đường hay đi đúng hướng, đôi khi quyết định cởi bỏ những người cầm cán cân công lý như cô. Toàn bộ nội dung của bộ phim Tòa án vị thành niên mùa 1 đến đây là kết thúc. Các bạn có cảm nghĩ gì về bộ phim? Hãy cho bọn mình biết ở dưới phần bình luận nhé. Còn nếu thấy hay thì nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ phim tiếp theo. Bye bye.